Rồi, xin chào các em. Chúng ta tiếp tục học một số cấu trúc đại số giờ bài tập tuần 8. Trong tuần 8 này chúng ta sẽ học về vành mặt trường. Thế như vậy là mình phải học thuộc cái định nghĩa vành mặt trường. Thì trước hết là chúng ta nhớ lại một số cái định nghĩa. Ta gọi một vành là vành một tập hợp x của một phép toán cộng và phép toán nhân trong x bảo hòa các điều kiện sau đây: x đối với phép cộng là một nhóm giao hòa, x đối với nhân là một nửa nhóm, phép nhân phân phối đối phép cộng tức là như này. Cái này là biết thiếu, nghĩa còn biết là nó còn phân phối bên trái, phân phối bên phải không? Xong rồi, lý thuyết học rồi. Phần tử trung lập trong phép cộng gọi là phần tử không của vành x, ký hiệu là không. Nếu như trong x có phần tử trung lập và phép nhân thì gọi đó là phần tử đơn vị, thường ký hiệu là E hoặc là một, vân vân. Nếu phép nhân tính giao hoán thì ta gọi là vành giao hoán. Nếu như có đơn vị thì gọi là vành giao hoán, vành có đơn vị. Trông người quen quen, giống như áo của người yêu cũ. Cái ở bên trái giúp cho chúng ta nhớ lại định nghĩa về nửa nhóm, vị nhóm, nhóm, và cái bên phải giúp chúng ta nghĩa ở đây là vạch. Cho tập hợp x khác rộng trên đó có hai phép toán cộng và phép toán nhân, x sẽ được gọi là một vành nếu như thỏa mãn cả ba tính chất sau đây, ba điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất, x đối với phép cộng là một nhóm giao hoán, x đối với phép nhân là một vị nhóm, và tính chất thứ ba là phép nhân phân phối đối với phép cộng, đúng chưa? Sao các bạn thấy có cái gì mà vẫn nói chuyện không? Không các bạn ạ. Xung phong thì không xung phong, ngồi dưới mất sức. À, chắc là sắp phải chia tay nhau rồi, bắt đầu. Cái sơ đồ bên trái là các em học rồi đúng không? Thầy nó dạy rồi đúng không? Bổ sung thêm cái bên phải nữa là hết cả loại cho nó. À, hết, hết bạch. Mình biết thế thôi nhưng mà tóm tắt là thế nào ạ? Đậu quảng trường với nhóm vành trường miền nguyên IDN, vành xong đến trường miền nguyên. Vị nhóm mắt gọi mắt là té. Ví dụ chứng minh rằng tập hợp các số nguyên z với một với phép cộng phép nhân thông thường là một vành giao hoán có đơn vị. Kịp tắt điện thoại. Trên điện thoại nó có nhiều cái lôi cuốn lắm, món ăn ngon, địa điểm đẹp, trai xinh gái đẹp. Kết quả là bị cấm thi môn này đến nơi rồi mà không biết. Ai làm được bài câu này? Đấy, cái sơ đồ mình vừa đấy mình học là z đối với cộng phải là một gì? Cái gì giao hoán? Nhóm giao hoán. Rồi z đối với phép nhân là một nửa nhóm. Nửa nhóm hay vị nhóm? Thật ạ? Chúng ta kiểm tra lại kết quả. Nửa giả lỡ sai. Thầy đó đánh máy sai à?
Vị nhóm à, của tôi hình như là trong sách đúng đấy à, không ở đúng rồi, như trong bài này nó có đơn vị, trong bài này nó bảo có đơn vị, trong bài này nó bảo có đơn vị, cho nên là mình mới chứng minh nó là vị nhóm. Đấy là bạch giao hoán có đơn vị. Xem rõ ừ. Có vẻ đúng. Thế mình phải sửa lại sơ đồ rồi. Lần nữa nhóm. Như vậy nhá, chúng ta chứng minh này, Z đối với cộng là một nhóm giao hoán này. Đấy. Thì đầu tiên là chúng ta phải chứng minh nó khác rỗng đã. Thì không thuộc vào Z là hiển nhiên, do đó Z khác rỗng. Cái đầu tiên thì rất dễ quên, mất 0,25 điểm. Tiếp tục, phép cộng trên Z có tính chất kết hợp. Đấy, mới biết. Tức là chúng ta chỉ biết ngoài tay, chả có gì cả. Đúng không? Đầu tiên là nó phải là khác rỗng này. Thứ hai là cái phép toán nên là phải có tính chất kết hợp này, đúng không? Thế mà viết vào. Thứ ba là phải có phần tử trung lập. Phần tử trung lập chính là số 0. Với ngoại A thuộc vào Z, A cộng với 0 bằng 0 cộng A. Cái này tối phải ngồi viết lại. Nó thuộc thì nó mới được biến của thầy thành của mình. Tiếp tục. Đề bài đang bảo chứng minh là nhóm mà, cho nên là mọi phần tử đều có phần tử đối nữa. Thì phần tử của A có phần tử đối là trừ A còn gì nữa. A cộng với trừ A thì bằng trừ A cộng A bằng 0, đúng chưa nào? Đấy, bốn cái này mới là nó là một nhóm cộng đấy nhá, còn chưa dùng cái tính chất giao hoán đâu. Thế này. Là từ gì đây? Dành tiếp xin quên 42054 Nguyễn Tuấn Anh là bán đúng không? Hôm trước đi thi không làm được bài xong mà về mà buồn quá, hôm nay kỹ 42133 178 220 42220 em này 360 cái gì cơ? Hoàng Ngọc Thảo 42419 477 42477 Lê Thị Lan vắng 653 42653 Nguyễn Trung Quân vắng 42740 43007 tên là gì đây? 43195 rồi 43271 321 329 437 539 570 43570 43570 Đinh Thị Phương Thanh vắng 581 714 742 744 856 43856 Bùi Xuân Lộc vắng con đấy học tuần thứ 8 mà chưa nhớ mã sinh viên chết giả 43933 Ngô Quang Mạnh vắng này
có 44059 đâu ạ? Rồi xong, đúng rồi, cái sơ đồ này bị nhầm. Một cái lớp kia nó chả kêu ca gì cả. Bây giờ sửa lại thì hơi mệt, nó làm cái file mà giờ nó mất cái file rồi, vẽ lại thì hơi ngại. Bây giờ nó là cái file ảnh nên không sửa đâu. À, mày là sửa được. Xem nào. Ôi giời ơi, không sợ nó. Bất cứ quyền, nó là phải PDF, không sao sợ. Tiếp tục, các cộng trong Z có tính chất giao hoán, tức là mọi A và B cộng vào Z ta đều có A cộng B, B cộng A, cứ nêu tính chất ra xong. Liệt kê cho đủ là xong, đã xong rồi, ăn điểm ngon lành, nó không khó. Rồi tiếp tục là chứng minh Z với lại một tí nó. Vì trong bài nó chứng minh là có một phần tử đơn vị mà, đơn vị của nó, tức là cái tầm là phần tử mốt đấy. Ngoài ra là một vị nhóm giao hoán, ngoài ra là với mọi AB một vào là một vị nhóm giao hoán. Cầu kỳ lắm, làm cái này cầu kỳ lắm. Vị nhóm giao hoán rồi, là một vị nhóm giao hoán, như vậy là chúng ta đã chứng minh xong. À quên, còn một cái là phép nhân phân phối vô cộng thì ghi thêm một con nữa cho nó an toàn, là nó đổi vào bên phải, là đổi vào bên phải. Cái này là file của thầy mà, đâu rồi? Là B cộng với C nhân với A thì bằng B B cộng với C nhân với A thì bằng BA cộng CA. À, thật ra là cái bài này nó có tiết giao hoán, nhưng cái này mình quên nó vẫn được. Bởi vì bài này phép nhân có tính chất giao hoán cho nên mình quên mà biết một cái được. Còn bình thường là nó không có tính giao hoán mà. Thì phải biết cả hai cái, em hiểu chưa? Bài này phép nhân tính chất giao hoán. Rồi, tương tự như vậy cái câu này chứng minh tổng hợp các số nguyên, à tổng hợp các số số hữu tỉ, số hữu tỉ ấy, máy mới vào không ạ? Chứng minh hoàn toàn tương tự số hữu tỉ ấy. Số hữu tỉ tất cả các bài nó lặp lại mà. Đây.
sữa. Ngồi đánh máy là ngại. Hữu tỷ. Lỗi cơ bản. Sao hết rồi? Còn đúng một tuần nữa là hết. Xong hết rồi, còn có mỗi tuần nữa là hết. Số thực, số phức rồi, số hữu tỷ chứng minh hoàn toàn tương tự. Không mở. Nó đang bị lỗi. Sao lại bị lỗi nha, tự nhiên lại bị lỗi không hiểu tại sao lại bị lỗi kệ thôi chung là cái gì cả hơn mẫu cái gì nhỉ xu phong lên bảng đúng không hả không hết rồi chín tuần mà có đi 4 bài kiểm tra thì mà ai xin giả bành nhé tính chất này vân vân này xong là bành con này bành con ấy điều kiện bành con là gì ai nhớ tiêu chuẩn nhận biết một bành bành con là gì cái trong tài liệu thì nó viết là cái định lý này là một bộ phận A khác rỗng của vành X thì thế thì A sẽ là một vành con của X khi và chỉ khi với mọi A, B thuộc A ta đều có A trừ B thuộc A và A nhân B thuộc A. Cái này nó viết vào này là mình hơi khó hình dung. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ nhé. Chứng minh rằng tập hợp các số nguyên là một vành con của vành các số hữu tỉ. Số nguyên thì ký hiệu là chữ gì? Chữ C á? Chữ cái gì? Chữ Z. Thế vành các số hữu tỉ ký hiệu là cái gì? Q. Tức là bây giờ mình phải chứng minh cái Z là vành con của Q. Xin mời. Nó không khó như chúng ta tưởng đâu. Đấy nhá, phải đọc cái tay trước sau đó máy lại cho đẹp nhé. Chúng ta chứng minh Z là một vành con của Q. Đầu tiên là Z khác rỗng đã. Thank you.
Cái này được chưa? Có sao thế? Sao thế? Mấy bạn nó không đi học nó nhắn tin chào à? Xe lên cho cả lớp xem à? Không nhắn tin xin nghỉ à? Nhắn tin xin nghỉ đưa nghỉ xong rồi bắt đầu mới xin nghỉ, có tác dụng. Cái này được chưa? Rồi đấy, đầu tiên là mình phải chứng minh nó là khác rộng. Còn một cái này nữa quên, nó không nói là Z là phải con của Quy. Đúng ra ấy, là với mọi số tự N thuộc vào Z đây, ở chỗ này chứng minh là nó rõ ràng này, không phải khô hiểu. Với mọi N thuộc vào Z ta đều có N bằng N trên 1. Biết biết là N trên 1 điều gì không biết không? Đúng rồi, số hữu tỉ. Tỉ số của hai số nguyên thì là số hữu tỉ mà. Đấy, chứng tỏ rằng là cái con xếp là con của Quy. Nhỡ đề bài đánh máy nhập cái thằng đằng trước không là con của đằng sau, cứ bắt đi chứng minh là bằng con, chết rồi. Đây mới là bộ phận con, được chưa? Cái chỗ này là hay, rất hay quên. Tiếp tục. Tiếp tục, cái này cái dễ cực kỳ. Với mọi x y thuộc vào z ta đều có x trừ y thuộc vào z. Đấy, điều kiện đầu tiên là bán đấy. A trừ b thuộc vào, đúng chưa? Còn điều kiện là gì nữa, là gì còn nhớ không? A nhân b, đúng rồi. Với mọi x y thuộc vào z. Ô thế cái tại cái trên tại sao nó đúng nhỉ? Cái hiệu của hai số nguyên nhỉ? Một số nguyên một gì đó. Cái này mình biết từ bé, mình cứ thế mà viết vào là có gì? Đúng không? Hiệu của hai số nguyên trở là một số nguyên gì? Với mọi x y thuộc z thì tích của hai số nguyên thì là gì? Đúng rồi. Ta đều có x nhân y thuộc vào z. Thực ra là 1, 2, 3, 4 mới suy ra là kết quả. Đây, ai đây? 3 đây, 4 này. Từ 1, 2, 3 và 4 thì suy ra Z là bánh con của Quy, chấm hết. Xong. Đi. Được chưa? Từ 1, 2, 3, 4 suy ra Z là bánh con của Quy. Chứng minh nó phải đầy đủ như thế nhá. Đầu tiên là khác rộng, thứ hai là phải chui trong cái tập đấy. Thứ ba là thực ra như này là nó là nhóm nhóm con đối với cộng đấy. Còn thứ hai là nó đóng kín với công nhân. Đấy. Được chưa? Tất cả các bài khác mà chứng minh bằng con đều chứng minh theo phong cách như thế này. Hả? Các bạn muốn hát một bài á? Rồi, xin mời bạn Thơm hát bài. À, Thơm hát một bài nào. Thơm hát bài gì? Thầy kiếm nhạc cho. Thơm hát. À, Thơm phụ họa đi. Cái đấy đơn giản.